chích ngừa Covid thì hạn sốt bao nhiêu và hạn sốt bao nhiêu là nguy hiểm. Vạn Sơn xin chào bà con. Thì đối với cơ thể của từng người khác nhau, thể trạng khác nhau và cái loại thuốc mà chúng ta chích nó sẽ có những cái triệu chứng khác nhau. Ví dụ như ở đây Vạn Sơn chia sẻ với cả nhà, như trường hợp một số thuốc mà chúng ta hay chích cho người lớn tuổi, đó là thuốc của Mỹ, thì có nhiều loại thuốc thì nó rất là ít hạn sốt, nhưng mà chúng ta hay chích loại thuốc của Anh á thì nó sẽ thường là bị hạnh sốt, giống như là có thể riêng mình có một số người thì không có biểu hiện, nhưng một số người thì riêng mình và bị sốt nhẹ ha, và có một số người thì sốt cao, rất là hiếm cái trường hợp sốt cao, nên là Hoàng Sơn chia sẻ thêm và chút xíu nữa Hoàng Sơn sẽ giới thiệu về cái giấy chứng nhận ngừa Covid để là sổ sức khỏe điện tử, chúng ta nên cài đặt để khi chúng ta ra đường chúng ta không cần phải cầm theo một cái giấy xác nhận là mình đã chích ngừa ha. Ví dụ đối với những người mà khi chích ngừa trong vòng mình theo dõi trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tức là trong vòng 2 ngày đó, thì nếu mà thân nhiệt chúng ta dưới 38 độ C là gọi là sốt nhẹ thì không sao. Nếu mà trường hợp sốt cao trên 39 độ mà kèm theo những cái trường hợp ví dụ giống như là tím tái, khó thở, co giật hay là khó chịu thì chúng ta nên đến khai báo trạm y tế cả nhà ha. Nhưng mà em thấy thông thường thì chúng ta bị hay bị sốt là từ bị hầm hầm á, từ 38 độ, và rất là hiếm người bị sốt 39 độ. Nếu mà cỡ 39 độ và hơn á, chúng ta nên theo dõi thật kỹ cả nhà ha. Rồi, và đây là cái giấy chứng nhận xét nghiệm vaccine Covid nè. Chúng ta tải một cái app, cái phần mềm là sổ sức khỏe điện tử. Cả nhà xem ha. Thì trong đây chúng ta có phần khai báo y tế và chứng nhận về đã chích ngừa. Ví dụ màu vàng là chúng ta đã được chích ngừa một liều vaccine, và màu xanh là 2 liều. Thì sau này chúng ta khi mà đi làm việc hoặc là đi học hay là ra đường thì chúng ta cần cái này để chứng minh là mình đã được tiêm vaccine.